Xin chào quý vị đến với chương trình phỏng vấn hồi luận với BYN TV. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với một chủ đề đặc biệt và cũng như là một sự giới thiệu có lẽ là trong những nhiều tháng qua trong phóng sự cộng đồng và tin tức cộng đồng tại thành phố Houston, khu Southwest của chúng ta thì quý vị cũng thấy là có sự hiện diện và những sinh hoạt rất là đặc biệt ở một ngôi chùa. Chùa Phật Giác, một ngôi chùa mới ở tại thành phố Houston của chúng ta, nhưng mà cũng có nhiều quý vị Phật tử bắt đầu đã có những cái sự yêu mến để mà đến với những ngôi chùa này trong những cái dịp cuối tuần và những dịp lễ lớn. Và đặc biệt ở tại ngôi chùa này có thầy trụ trì là thầy Thích Hằng Đạt. Có lẽ là trong cộng đồng người Phật tử đã biết đến thầy, và có lẽ là cộng đồng Phật tử không chỉ riêng người Việt Nam mà cả người Hoa Kỳ và cộng đồng trên thế giới biết nhìn thấy được nhiều hình ảnh của thầy Thích Hằng Đạt với những chương trình mà quý vị nếu mà còn nhớ thì năm 2013 với chuyến đi của Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Hoa Kỳ ở Kentucky có những buổi thuyết giảng và những cái chương trình rất lớn quy tụ đến hàng chục ngàn người. Trong đó quý vị thấy thầy Thích Hằng Đạt với một bức hình quý vị đang theo dõi đây, sự hiện diện bên cạnh Đức Đạt Lai Lạt Ma trong chương trình. Thầy là người trong ban tổ chức cũng như là người giúp chuyển đạt thành ngôn ngữ tiếng Việt để cho quý Phật tử người Việt Nam hiểu được những cái sự truyền đạt cũng như là sự hướng dẫn và dạy dặn dò của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đối với cộng đồng người Mỹ, quý vị đang thấy trên màn hình biết đến thầy Thích Hằng Đạt với nhiều buổi thuyết giảng, buổi hướng dẫn và ngay cả những chương trình học ở trường đại học với những cái sinh hoạt về thiền, về Phật pháp. Thầy Thích Hằng Đạt hiện đang là trụ trì của chùa Phật Giác mà chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước hết, chúng tôi mời quý vị cùng chào đón Thượng tọa Thích Hằng Đạt. Trước hết thì con chào thầy. Dạ, mô Phật. Xin kính chào giám đốc đài anh Quốc Bình cũng như là các vị khán giả của đài BYN. Vâng, chào thầy. Và cũng như quý vị thấy trong ban tổ chức cũng như là có cô Kim Châu và cũng như là chị Kiều Nga, chúng tôi cũng có mời đến trong chương trình hội luận hôm nay với những cái sinh hoạt tại ngôi chùa Phật Giác. Cô Kim Châu thì có lẽ quý vị cũng đã quá quen thuộc với là những cái sinh hoạt về những chùa chiền, rồi những sinh hoạt về những cái buổi tu tập, rồi những chương trình gây quỹ cho chùa. Phải nói là gần như là tại Houston này những sinh hoạt của các chùa đó thành như là không thiếu sự đóng góp của cô Kim Châu. Nhưng mà để đầu tiên thì gửi lời chào cùng quý vị khán giả thì mời cô Kim Châu và chị Kiều Nga. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay Kim Châu được duyên lành trở lại với qua quý khách của đài BYN trong công việc Phật sự của chùa Phật Giác. Con xin kính chào thầy. Dạ. Kính chào Quốc Bình, chào chị Kiều Nga. Mô Phật. Dạ. Vâng, cảm ơn cô. Mời chị Kiều Nga với một chút giới thiệu. Thường thì chị đến chùa thì chị sinh hoạt ở trong những cái lĩnh vực nào? Dạ, A Di Đà Phật. Kiều Nga cảm ơn anh Quốc Bình với câu hỏi đó. Đầu tiên thì Kiều Nga xin được kính chào thầy, chào anh Quốc Bình, chào chị Kim Châu. Và đặc biệt Kiều Nga xin được trân trọng gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình của đài TV BYN trên làn sóng 57.3. Thưa anh Quốc Bình, thường thì Kiều Nga đến chùa với một cái tư cách là một người Phật tử. Thì nhiều khi Kiều Nga có làm được cái gì cho chùa thì Kiều Nga làm thôi, không có một cái trọng trách gì đặc biệt hết. Nhiều khi ở chùa mà có những cái chương trình lễ đó thì
những chương trình lễ lớn ở chùa thì thầy có nhờ Kiều Nga làm MC. Dạ, vậy thôi. Còn cái sự đóng góp của Kiều Nga thì cũng rất là khiêm nhường, thưa anh. Vâng, cảm ơn chị. Dạ. Chúng tôi hỏi đến đây thì cũng phải thường thì trong những vai trò MC thì thường cũng hay gọi là nắm chương trình, cho nên chúng tôi sẽ mời chị Kiều Nga giới thiệu một chút về những cái sinh hoạt của tại chùa trong những thời gian tới, hoặc là trong chương trình hội luận của chúng ta ngày hôm nay. Bên quý chùa sẽ muốn có những cái điểm trọng tâm nào, mời chị. Dạ, thưa cảm ơn anh. Ngày hôm nay, kính thưa quý khán giả, thì chị Kim Châu cũng như là Kiều Nga được cái duyên lành được có mặt ở đây cùng với Thượng tọa Thích Hằng Đạt của ngôi chùa Phật Giác để được thông báo đến quý khán giả cũng như là quý Phật tử những cái sinh hoạt của chùa Phật Giác trong thời gian gần đây. Đầu tiên là cái ngày lễ Phật Đản, kỷ niệm lễ Phật Đản lần thứ 2559 thì sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 31 tây tháng 5, mà chút nữa đây thì chắc là chị Kim Châu sẽ đi vào chi tiết nhiều hơn. Dạ, và cái chương trình thứ hai, cái thông báo thứ hai mà Kiều Nga muốn được gửi đến quý khán giả đó là cái sinh hoạt của các em tuổi trẻ từ 5 tuổi trở lên cho tới cái tuổi sinh viên đại học luôn trong 3 tháng mùa hè tại chùa, sẽ bắt đầu vào cái tuần đầu tiên của tháng 6 kéo dài đến tháng 8. Và thông báo thứ ba là một cái tuần lễ summer camp dành cho các em cũng từ 5 tuổi trở lên đó, thì vào 1 tây cho đến 8 tây vào cái tháng 8. Và cái thông báo thứ tư là một cái việc rất là hoan hỷ và vui mừng vì có một cái duyên lành cho các sinh viên đại học, đặc biệt là các em đang học trường University of Houston tại trường U of H, thì thầy Thượng tọa Thích Hằng Đạt đã được trường U of H mời để mà thầy sẽ hướng dẫn dạy cái lớp Phật Pháp trong trường University of Houston. Cho nên đây là một cái nhân duyên lớn và một cái phước cho các em sinh viên đang học tại trường University of Houston nhớ theo dõi để mà các em có thể ghi danh học cái lớp Phật Pháp do thầy Thích Hằng Đạt hướng dẫn cho các em vào cái mùa thu sắp tới, thưa anh. Cảm ơn chị. Dạ. Quý vị cũng thấy là những hình ảnh đang trên màn hình với những cái lịch học và cũng như là lịch ghi danh cho mùa tới, cũng như là hiện tại bây giờ thầy Thượng tọa Thích Hằng Đạt cũng đang phụ trách. Chúng tôi thấy là có nhiều cô, chứ không phải là một cô thôi, mà tại trường Đại học Indiana Southeast. Thì đây là một trong những cái sinh hoạt mà có lẽ là chúng tôi thấy là người Việt Nam chúng ta cũng như là lấy làm một sự rất là hãnh diện, cũng như là phải nói là trong những tâm tư của thầy trong chương trình ngày hôm nay, quý vị thấy là để là tuổi trẻ hướng thiện. Đó là có lẽ là một trong những điều mà chúng tôi cũng muốn là gửi mời thầy cùng với lại quý vị khán giả là cái sự quan tâm hàng đầu của thầy là điều gì, với lại cái mục tiêu, tiêu chí của ngôi chùa Phật Giác, thưa thầy. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Bình. Dạ, tôi cũng xin thưa là vì cái nhân duyên cho nên chúng tôi mới có được cái cơ hội để đi dạy về Đạo Phật cũng như về thiền ở trường Indiana University trong những năm vừa qua. Và mới năm vừa rồi chúng tôi có duyên lập chùa Phật Giác ở vùng Southwest của Houston, và cũng có duyên lành như nãy cô Kiều Nga có giới thiệu và anh giới thiệu, chúng tôi sẽ dạy cái lớp là Introduction to Buddhism ở trường University of Houston. Thì mục đích chúng tôi về đây là muốn hướng dẫn các thanh thiếu niên biết về Phật Pháp, nhất là về tiếng Anh, vì theo chúng tôi biết các em thường xuyên đến chùa mà đôi khi vì cái trở ngại của ngôn ngữ nên các em không có hiểu thấu về những cái ngôn ngữ như danh từ Phật học, nên đôi khi các em cảm thấy lạc lõng rồi từ từ xa đạo. Do đó mà chúng tôi về đây tổ chức những cái buổi tu học cho các em, như là tối thứ sáu hàng tuần từ 7:30 đến 9 giờ chúng tôi có hướng dẫn các em ngồi thiền, học về đạo đức học, Phật Pháp, cũng như chương trình hoạt động lành mạnh bằng tiếng Anh. Rồi ngày thứ bảy và chủ nhật, thứ bảy thì 1 giờ đến 3 giờ cũng có chương trình học tiếng Việt, và đồng phố đó học về Phật Pháp bằng tiếng Anh. Ngày chủ nhật từ 10 giờ đến 12 giờ học tiếng Việt và học Phật Pháp bằng tiếng Anh. Thì đặc biệt chúng tôi có tổ chức chương trình mùa hè cho các em trong suốt 3 tháng từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8.
Chúng tôi nhận thấy là một trong những nỗi ưu tư hàng đầu của bất cập bậc phụ huynh của chúng ta ở xứ Mỹ này là con em chúng ta trong những tháng mùa hè thì chúng ta bận rộn công an việc làm, cho nên đôi khi các em ở nhà không có làm gì trừ việc mà chơi game, vô computer, lên internet. Tuy nhiên các em còn nhỏ tuổi, có thể vì những sự tò mò hiếu kỳ nên các em đi đến cái mạng này mạng nọ, mà đôi khi có những cái mạng không có lành mạnh, hoặc là chơi những cái game bạo động vân vân, thì những cái đó rất là nguy hiểm cho tâm tánh của các em. Mà chúng ta thấy rằng ngay cả xứ Mỹ này có rất là nhiều chuyện xảy ra, các em nhỏ mà vì nghiện game quá rồi có những cái hành động bạo động khiến cho cộng đồng trong xã hội ảnh hưởng tai hại. Cho nên chúng tôi cố gắng lập cái chương trình Summer Camp này, mùa hè này, để các em tới mỗi ngày. Chúng tôi cũng có cũng hơn cả một chục em sẽ ở chùa suốt 3 tháng hè, và chúng tôi cũng xin mời quý đồng bào, quý Phật tử xa gần có thể gửi các em ở lại qua đêm chùa cũng được, hoặc là ban ngày đưa các em tới cũng được. Thì chương trình chúng tôi dạy là buổi sáng 7 giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các em tụng kinh bằng tiếng Anh, ngồi thiền và dạy về đạo đức. Rồi buổi trưa thọ trai với cái sự chánh niệm, và buổi tối thì cũng có chương trình tụng kinh, ngồi thiền, vân vân. Vâng. Dạ cảm ơn thầy. Rồi có lẽ là con sẽ xin hỏi thêm về chi tiết với cái chương trình của cái mùa hè. Nhưng mà chúng tôi được biết đó là tại ngôi chùa Phật Giác thì có tháng 5 tới đây là sẽ có một cái chương trình đại lễ Phật Đản. Mà chúng tôi cũng tiện đây cũng cảm ơn cô Kim Châu là vẫn thường hay bảo trợ những thông báo, những cái sinh hoạt của chùa, mà nhờ vậy thì chúng tôi cũng biết thêm một ngôi chùa Phật Giác và những cái sinh hoạt ở tại đây, để mà đến cũng lấy được những hình ảnh và cũng như tin tức cho đồng hương cùng theo dõi. Nhưng mà thưa cô, thì phải hỏi cô một câu đầu tiên là nhân duyên ra sao cô đến với lại ngôi chùa Phật Giác, hoặc là biết đến thầy Thích Thăng Đạt ạ? Mô Phật, để trả lời cái câu hỏi của Quốc Bình đó, thì Kim Châu phải nói là có một cái duyên lớn đến với ngài Thượng Tọa Thích Thăng Đạt là ở trên chùa Căn Túc Kỳ đó. Thì thực ra cũng là cái ngày lễ Phật Đản, mà cái ngày hôm đó tự nhiên Kim Châu cũng đang dự cái lễ Phật Đản của chùa Liên Hoa, mà rồi cái Kim Châu lại nửa chừng dãy, Kim Châu nói với Phương Hiền là vợ bác sĩ Đức á, nói Phương Hiền ơi, giờ mình muốn đi lên, đi với Phương Hiền để lên chùa đó. Thì Phương Hiền mới nói rằng á, chị muốn đi thì bây giờ đã trễ rồi. Tôi nói không sao, bây giờ có mọi cách nào mình đi lên, mình đi. Thế thì sau khi đó thì vé máy bay cũng không có, mà mình cũng phải cố gắng để liên lạc với Phương Hiền đó. Thì Phương Hiền với chỉ cho mình cách đi thì mình đi. Đi lên đó thì mô Phật, thì tự nhiên có một cái động lực mà làm cho Kim Châu giống như là một đứa con mà bao nhiêu lâu này không gặp được cha mẹ mà bây giờ gặp được cha mẹ vậy đó. Kim Châu mừng, và Kim Châu mừng lắm, và Kim Châu hòa đồng trong cái sự sống đó. Và rồi 3-4 ngày ở trong chùa đó thì Kim Châu mừng lắm, vui lắm. Rồi đến khi được duyên lành nữa là thầy đã nói là 12, thầy chuẩn bị là 12 năm rồi mới có một cái buổi lễ mà để thọ Bồ Tát giới. Thì Kim Châu với nó mô Phật thôi, cho con thọ luôn đi thầy. Thì thầy với khai thị cho Kim Châu á, hiểu được cái Bồ Tát giới mình phải làm như thế nào. Thì tự nhiên nó hợp với cái tâm của Kim Châu, và Kim Châu nghĩ là mình làm con người mình hưởng được cái phước quá lớn mà mình không bố thí cho tất cả mọi người, mà là cái đó là cái sự thiếu sót của mình. Bây giờ mình gặp được duyên lành, thầy khai cho mình biết được cái con người mình phải làm như thế nào. Thì mình từ đó mình gieo duyên với chùa. Nhưng mà rồi thực ra đó, khi mình về lại huyết tinh đó, mình rất là khao khát là mình nghĩ rằng mình phải kiếm một vị thầy để mà dạy cho mình về đạo pháp. Mà bây giờ thầy ở xa quá thì làm sao mình học được bây giờ đây, mà vô computer thì phải nói mình rất là yếu.
Cho nên mình cứ trông chờ mấy đứa con của mình để nó dạy cho mình, nó chỉ cho mình cách vô để nghe thầy thuyết pháp, nhưng mà không được. Cái tự nhiên một ngày nào đó thầy có duyên lành, ngài thầy là trở về Houston, thì mình nói mô Phật ba mươi mấy năm rồi mà thầy không về, bây giờ thầy về, đây là coi như cái sự mà cầu mong của mình á, mình đã được đó. Cho nên mình cũng từ ngày đó tới giờ mình cũng góp sức với thầy để mà làm cái công việc Phật sự, thì ngày đó là mình trả lời cái cảm sự ơn con. Của Bình hỏi mình đó, thì từ duyên từ đâu là nó như vậy đó. Vâng, cảm ơn Phật. À, có lẽ là quý vị cũng thấy là giới Phật tử đó thì phải nói là người ta nói là cũng phải có phước nhiều hoặc là mới có cái cơ hội để mà gặp được thánh tăng hoặc là những vị tu cao mà đứng đầu trong hàng ngũ của quý vị tu hành mà cao mà nhiều người kính nể, mà ngay cả thế giới lãnh đạo các quốc gia cũng kính nể, đó là Đức Đạt La Lạt Ma, mà người ta gọi là gặp được một người mà thánh tăng hoặc là những người tu hành cao hoặc là Đức Đạt La Lạt Ma, đó là một cái duyên lành, một cái phước lớn. Và quả thật thì mọi người ai cũng muốn có được một cái gieo duyên tốt đẹp đó. Thì quả thật đó là một cái nhân duyên như vậy. Nhưng mà để mời cô Kim Dâu nói tiếp với cái chương trình của tại ngôi chùa Phật Giác, với những cái nhân duyên đã hình thành được ngôi chùa Phật Giác, và cũng như là mời thầy Thích Hàng Đạt đến để mà trụ trì ở tại ngôi chùa Phật Giác ở tại Sugarland gần ngay Houston chúng ta đây, thì 31 đây tháng 5 tới đây sẽ chương trình ra sao thưa cô? Mô Phật. Thì cái ngày 31 tây tháng 5 là chùa Phật Giác chuẩn bị cho một cái đại lễ Phật đản. Thì trong cái phần hành Phật tử tại chùa thì Kim Châu cũng nắm vững được một phần về sinh hoạt. Thì ngày lễ Phật đản thì buổi sáng từ 10 giờ tới 12 giờ trưa, thì buổi sáng thì có khóa lễ tụng kinh. Tụng kinh mà bắt đầu tụng từ 6 giờ thì đã tụng rồi. Đó. Thì sau đó, đó thì thầy thuyết pháp, rồi đến cái lễ quan trọng nhất là lễ tắm Phật, rồi sang lẳng vào trong cái phần cúng dường đó, thì trong đó có một số thiếu nhi mà đã phải nói là rất là đặc biệt, một đứa trẻ mà hiểu được đạo pháp, đó là một cái phước lành mà nhất là cho cộng đồng người Việt của mình. Mà trong chùa Phật Giác có một số thiếu nhi rất là thần thành về vấn đề mấy em mà tập nhạc Phật á, phải nói là rất 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 là tốt đó. Vâng, thì coi như vậy là đại lễ chính thức là phải mấy giờ bằng ngày 31 tháng 5 ạ? Thì bây giờ chính thức á, là 10 giờ dạ, vâng. Ngày 31 tháng 5 là cuối tháng đó. Dạ, vâng. Cảm ơn cô. Như vậy đó là ngày Chủ nhật, quý vị nhớ ghi xuống cũng như giữ lịch. Nhưng mà chúng tôi cũng tranh thủ với sự chia sẻ rất là đặc biệt của Thượng Thọ Thích Hàng Đạt đến với chương trình ngày hôm nay. Thì thưa thầy, với chương trình mùa hè thầy đưa ra với có 3 tháng hè, và chúng tôi cũng vừa mới thấy là thầy nói có một tuần đặc biệt. Rồi như vậy là những chi tiết ra sao và một tiêu chí như thế nào, và em nào thì là độ tuổi thích hợp cho những chương trình này ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, chúng tôi đặt cái chương trình này là tuổi trẻ hướng thiện. Thì chúng tôi trong cái khoảng thời gian 3 tháng hè như nãy chúng tôi trình bày, thì mỗi ngày các em cũng có thể tới chùa để mình sinh hoạt, để tụng kinh, ngồi thiền, hoặc là học Phật pháp, hoặc là học đạo đức học. Và đặc biệt trong tuần đầu của tháng 8, từ 1 tây đến 8 tây đó, thì chúng tôi có một tuần gọi là summer camp cho các em, không những là các em ở Houston mà cũng các em ở chỗ xa khác tới. Thì các em sẽ ở tại chùa, rồi buổi sáng và buổi tối 7 giờ sáng và cũng như 7 giờ tối thì chúng tôi có chương trình mà tu học cho các em, ngồi thiền tụng kinh bằng tiếng Anh. Và ban ngày thì cũng có những cái giờ trò chơi lành mạnh như đi ra ngoài phò vân vân. Mục đích chính của chúng tôi là muốn tạo duyên lành cho các em đến chùa, và chính yếu nhất là gần đến Phật pháp,
và hiểu về cái nền văn hóa người Việt chúng ta. Thì chúng ta biết rằng là con em chúng ta sinh ở sống xứ Mỹ này, đi học trong trường học của người Mỹ, ảnh hưởng nền văn hóa Tây phương rất là nặng, và nên đôi khi các em quên đi cái nguồn gốc văn hóa người Việt chúng ta, cho nên chúng tôi mới cố gắng tạo điều kiện để các em đến chùa để học Phật pháp, hiểu về văn hóa người Việt. Cái đó là điểm chính của chúng tôi. Dạ vâng, như vậy thì các em ở độ tuổi như thế nào thì là thích hợp ạ? Dạ, thì chúng tôi mở rộng các em từ 5 tuổi đến đứa tuổi thanh niên. Dạ. Rồi bên cạnh đó sẵn đây chúng tôi cũng xin thưa như anh đã giới thiệu, nhưng chúng tôi cũng có nhân duyên là dạy trong trường đại học ở University of Houston mùa thu này đó. Thì nếu quý vị bậc phụ huynh mà có con em học trường đó, xin quý vị khuyến khích các em ghi danh cái lớp gọi là RELS 2360 Introduction Buddhism. Dạ vâng, thì chúng tôi cũng thấy là trên màn hình có cái chi tiết đây là mùa học tới đây. Dạ vâng. Đa số đó thì nếu mà các em nào mà học chuyên ngành về tôn giáo đó thì đây là những cái lớp gần như là bắt buộc hoặc là gần phải cần phải có, nhưng mà những em mà ngành khác vẫn lấy được những lớp này trong cái mục gọi là elective không thưa thầy? Đúng rồi thầy. Dạ vâng. Như vậy thì đây là một trong những cái lớp mà không biết là trước kia thì trường đại học có không, hay là đây là lần đầu tiên theo chúng tôi được biết á, thì cái môn này cũng đã có rồi. Nhưng mà vì có một cái người director mới đó thì họ cũng mời chúng tôi đến dạy cái môn này trước, rồi sau này sẽ phát triển thêm những cái chương trình Phật học khác. Quý khóa mà có lẽ là phải nói là quý vị còn nhớ là Đại học Houston đó, với khởi đầu với những cái vận động để mà có được chương trình Việt học, nếu quý vị còn nhớ ngày xưa, rồi phải cần những người giảng sư để mà dạy được những lớp Việt học ở nhiều trình độ khác nhau, rồi sẽ tạo ra được một cái bước đầu đó để mà nó được phát triển hơn nữa những chương trình Việt học. Và đây là một trong lĩnh vực mà Phật học, phải không thưa thầy? Như vậy thì ưu tư của thầy hoặc là thầy muốn hoài bão là mình phát triển ra sao, hay là mình dừng lại là dạy ở một lớp hai lớp như vậy là đủ? Thực sự thưa anh, như anh cũng biết đa số con em chúng ta đó sinh sống ở Mỹ, nên các em ảnh hưởng nền văn hóa người Tây phương người Mỹ nhiều. Có rất là nhiều em đến chùa, nhưng mà đôi khi vì cản trở về mặt ngôn ngữ thì những có những danh từ Phật học bằng tiếng Việt các em không hiểu, cho nên từ từ các em sẽ cảm thấy lạc lõng. Do đó chúng tôi cố gắng mà giảng pháp ngay cả tại chùa cũng vậy. Đối với các em thì chúng tôi nói tiếng Anh thì có sự cảm thông trực tiếp nhiều hơn. Cái ưu tư chúng tôi là thấy các em nếu mà không có được những cái cơ hội đến chùa để mà hiểu đạo thì từ các em sẽ quên cái văn hóa người Việt chúng ta, quên cái nền văn hóa Phật giáo của chúng ta. Đó là ưu tư chính mà chúng tôi về đây để mà hướng dẫn các em bằng tiếng Anh, để các em gần gũi với đạo hơn và hiểu cuộc sống đạo đức nhiều hơn, biết kính trọng ông bà cha mẹ, biết kính trên nhường dưới, vân vân. Đó là cái mục đích chính mà chúng tôi dạy những cái môn này, nhất là môn Phật học. Và như anh có hỏi đó thì theo cái plan mà chúng tôi có nghe được với ông director đó, thì sau này ông ta sẽ phát triển cái chương trình Phật học nó đều đặn và nó rõ ràng hơn, và cũng có rất là nhiều môn trong đó, cho không những là cho các em cái level là undergrad á, bậc cử nhân mà có thể bậc thạc sĩ nữa. Đó lý do tại sao mà họ mời chúng tôi đến dạy ở đây. Cảm ơn thầy. Một cách mà bình dân hơn thì chúng tôi cũng lúc nào cũng hay kêu gọi quý vị là kêu gọi con em của mình hoặc là những người bạn đang học Đại học Houston thì thấy những lớp chẳng hạn như là có những giáo sư người Việt, hoặc là quý vị biết hôm nay là có Thượng tọa Thích Hàng Đạt hướng dẫn dạy một cái lớp về tôn giáo ở tại trường Đại học Houston, thì mình nên vận động nhau để mà ghi danh, bởi vì là làm như vậy sẽ giúp cho không những là ở khía cạnh về cái tôn giáo đẹp đẽ của Phật giáo được truyền bá rộng rãi, thứ hai nữa là mình làm cho người Mỹ họ thấy được là cái nhu cầu, và mình giúp được cái sự phát triển Phật giáo cũng gắn liền đến văn hóa người Việt Nam, cho nên đó là một cái sự đóng góp của mỗi người mà trong khả năng của chúng ta. Mà đối với quý vị có nghĩa là ghi danh, kêu gọi con em mình ghi danh học, đó là một sự đóng góp rất đáng kể và thực tế. Bây giờ trở lại một chút với chị Kiều Nga thì chúng ta cũng hết giờ rồi, nhưng mà những chương trình của chùa của thầy đưa ra thì có lẽ là rất là nhiều, từ những lễ lớn đến những buổi kem hoặc là chương trình hè, thì lệ phí hoặc là ghi danh ra sao ạ?
Dạ thưa, lệ phí thì hoàn toàn là miễn phí hết. Kính thưa quý khán giả và các bậc phụ huynh của các em, Kiều Nga xin được nói tóm lại những cái điểm chính là các em từ 5 tuổi trở lên thì các bậc phụ huynh xin ghi nhớ là có cái chương trình tại chùa Phật Giác để đưa con em mình đến chương trình học Phật Pháp sẽ bắt đầu từ 7 giờ sáng. Thì các em có thể ngủ lại ở trong chùa, hoặc là các em có thể đi về, hay là nếu mà các bậc phụ huynh nhiều khi là đến mùa hè cũng không có biết là cái thời gian làm việc của mình như thế nào, không biết là có đưa con em mình đến được cái đúng giờ hay không, thì xin quý vị đừng có lo lắng, là tùy theo cái thời gian làm việc của quý vị mà quý vị có thể đưa con em đến chùa bất cứ lúc nào mà không có phải trả một cái chi phí nào hết. Vì tất cả những cái chi phí sẽ do chùa Phật Giác Đại Thọ cũng như là một số các nhà hảo tâm bảo trợ để mà muốn truyền đạo Phật Pháp đến cái tuổi trẻ của mình. Cảm ơn chị. Chúng tôi được biết là bắt đầu 3 tháng hè là một cái chương trình ở tại ngôi chùa Phật Giác, cũng như là một tuần lễ Summer Camp là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 8. Bây giờ chúng tôi cũng hết giờ rồi nên mời cô Kim Châu có 30 giây cùng quý vị khán thính giả. Mô Phật, công việc Phật sự ở chùa thì phải nói là nó liên kết với nhau. Thì Kim Châu làm được những cái công việc gì mà nó trong cái tâm thâm tâm của mình á, mình thấy giúp được cho người ta được an lạc, được vui là cảm thấy vui rồi. Nhưng mà cái vấn đề này mà Kim Châu rất là tha thiết, thì ngày hôm nay trước cái làn sóng của đài BWN á, Kim Châu kêu gọi quý phụ huynh học sinh hãy cố gắng đưa con em tới chùa để trước hết là gieo duyên với Tam Bảo, và được, phải nói là được cái sự trợ duyên của hộ pháp để cho con em mình nó có một cái giấc ngủ được an lạc đó. Thì cái đó là rất là quan trọng. Rồi nó biết khi mà nhận được cái giáo pháp của Phật rồi, phải nói là nó quý hóa không thể nào mà đo lường được. Cho nên chỉ có đôi lời Kim Châu kêu gọi, và thêm một lần nữa là cái ngày đại lễ Phật Đản của chùa Phật Giác, thì Kim Châu cũng xin quý Phật tử hãy ghi vào cái notebook của mình là vào ngày 31 tháng 5, ngày 31 tháng 5, và có một cái vấn đề nào cần phải liên lạc thì có thể liên lạc số phone, vâng, có lẽ là 832-863-1861. Vâng. Dạ. Cảm ơn cô. Số dạ. phone của Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Là 832-863-1861. Dạ. Vâng. Cảm ơn cô Kiều dạ. Châu, chị Kiều dạ. Nga. Lời chót con mời thầy cùng quý vị khán giả. Dạ. Dạ. Một lần nữa chúng tôi thành tâm xin tri ân anh dạ. Quốc Bình đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội đến với cộng đồng, đến với quý khán giả của đài BWN tường trình về cái chương trình Tuổi Trẻ Hướng Thiện mà chúng tôi trăn trở để cố gắng giúp đỡ thanh thiếu niên người Việt chúng ta dạ. trở thành những người công dân tốt cho xã hội, trở thành những người Phật tử chân chánh trong đạo. Vâng, cảm ơn dạ, thầy. Cảm ơn. Chào thầy, và cũng như là cảm ơn cô Kim Châu và chị Kiều Nga đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cũng cảm ơn sự theo dõi của quý vị với những cái sinh hoạt mà hôm nay chúng tôi cũng không nhiều thời gian để mà tâm tình, và cũng như là hy vọng có một cái dịp tới để mà nói chuyện và cùng với quý vị, để mà quý vị biết thêm được về ngôi chùa Phật Giác cũng như là Thượng tọa Thích Hằng Đà. Bây giờ thì chúng tôi xin chia tay quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật.